tăng lần thứ 7 liên tiếp, lập đỉnh mới. Chiều nay ngày 21 tháng 6, giá xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng mỗi lít, xăng RON 95 tăng 500 đồng mỗi lít. Sau kỳ điều chỉnh này, giá xăng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới sau 7 lần tăng liên tiếp. Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay, ngày 21 tháng 6. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15 giờ. Trong đợt điều chỉnh này, xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng mỗi lít, xăng RON 95 tăng 500 đồng mỗi lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tối đa là 31.300 đồng mỗi lít, RON 95 là 32.870 đồng mỗi lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đều tăng, trong đó dầu diesel tăng mạnh nhất, thêm 990 đồng mỗi lít, lên mức 30.010 đồng mỗi lít. Dầu hỏa tăng 950 đồng mỗi lít, lên 28.780 đồng mỗi lít. Còn dầu Mazut là 20.730 đồng mỗi kg, tăng 380 đồng mỗi kg. Như vậy, đây là đợt tăng giá lần thứ 7. Tính từ ngày 21 tháng 4 đến nay, tổng cộng mỗi lít RON 95 đắt thêm 5.560 đồng. Còn E5 RON 92 cũng tăng thêm 4.830 đồng mỗi lít. Mới đây, buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương cũng nóng vấn đề giá xăng dầu. Trả lời câu hỏi về việc giảm tiếp thuế bảo vệ môi trường để hạ nhiệt giá xăng dầu, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, vấn đề này đã được họp bàn, đề xuất. Song theo ông Hải, cũng không chỉ có thuế bảo vệ môi trường mà còn có các loại thuế khác, như thuế nhập khẩu, có thể được xem xét. Quan điểm của ông Hải là cái gì giảm được thì nên giảm, song cũng cần được tính toán. Bởi thuế nhập khẩu giảm nhiều cũng không phải tốt, khi cần cũng không tăng ngay được. Vấn đề này có sự đánh đổi, ông Hải nói. Với đề xuất giảm thuế, ông Hải cho biết, hiện Bộ Tài chính đã có đề xuất, song sẽ cố gắng nhanh nhất. Ngoài ra, ông Hải cũng nhắc đến biện pháp giảm tác động giá xăng dầu bằng cách hỗ trợ an sinh, hỗ trợ người yếu thế, tăng biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động. Mong muốn sớm nhất để có được những biện pháp như thế, ông Hải nhấn mạnh.